Dạ thì trước mắt của chú anh chị đây là do năm cánh trắng phú thọ đang bông và hôm nay con sẽ bán những cái cây năm cánh trắng phú thọ đã thuần chậu như thế này giá nó là 35 000 cô chú anh chị mua từ 10 chậu thì con sẽ bao ship 35 000 nghìn một cây cây ha một chậu hai cây vẫn tính là hai nha cô chú anh chị nhé đó thì sẽ có những cây ngắn cái dài con sẽ bỏ uh, cho cô chú anh chị đó nhưng đa phần là chỉ là những cái cây rất là khỏe luôn để về mình trồng khỏi bị chuột hồi xưa thì con có bán những cái chậu cây um, giá 32.000 là chưa có chưa thuần chậu những cây này thì nó sẽ lợi hơn cho cô chú anh chị nhé con chỉ còn uh, được tầm khoảng 50 kg con cũng hết hàng rồi thì uh, cũng mong cô chú anh chị ủng hộ thì giá bây giờ thì nó cũng khá rẻ rồi không phải như hồi xưa nữa khá là rẻ luôn đó thì cô chú anh chị nào cần thì có thể alo cho con uh, cây phú thọ <laughs> Đó, cây rất là đẹp thôi 10 cây ba trăm rưỡi à, phía bên này thì con còn một ít cái cây uh, mít uh, hòa bình và mít phú thọ cây này thì uh, cây thân thủ uh, cũng lá thì cũng chưa gọi là hẳn là mít đâu mà nó là cây thân thân thủ cây hòa bình và cây phú thọ rất là đẹp luôn thì tại vì trong lô này con bán Năm um, bánh trắng thì con sẵn bán luôn là cây dâu hạt thì nó chỉ lên với giá là 10 ngàn một cốc thôi 10 cốc thì con sẽ bao ship cho cô chú anh chị nhé Cái chậu này thân rất là mập luôn Con sẽ lựa ra những cái cây đẹp để gửi tới tay cô chú anh chị nhé 10 000 một cốc 10 cốc bao ship Rồi con xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị